Ngày 23 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ 4 tiếp viên hãng hàng không mang hơn 11 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam. Liên quan đến vụ diệt, cơ quan công an đã mời làm việc với nhiều người để mở rộng điều tra dịch truy xét xử lý. Trước đó, ngày 22 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không, đồng thời khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy để điều tra làm rõ bản chất vụ diệt, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định. Sau 6 ngày điều tra, cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy BC04 công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an ra soát các mối quan hệ xung quanh 4 nghi can, địa chỉ và số điện thoại của người được cho là sẽ nhận lô hàng có ma túy ở Việt Nam. Đến nay đã bắt được hai nghi can và cũng liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống ma túy, Đồn biên phòng Phú Lộc, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng vừa tạm giữ hai nghi phạm mua bán trái phép ma túy. Các đối tượng bị tạm giữ gồm Trần Diết Quốc Cường 27 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn và Đinh Văn Phát 26 tuổi, trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Trước đó 18 giờ chiều ngày 22 tháng 3 trên đường Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Đồn biên phòng Phú Lộc bắt quả tang trần diết quốc cường đang tàn trữ trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ gồm một gói ni lông màu trắng bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng và cường khai là ma túy đá Cường khai mua ma túy của Đinh Giang Phát. Từ lời khai của Cường, lực lượng phòng chống ma túy đã đột kích một khách sạn trên đường 3 tháng 2 quận Hải Châu. Khám xét khẩn cấp, lực lượng biên phòng đã thu giữ trong phòng và trên người phát 20 gói ni lông màu trắng nghi là ma túy đá, một bộ dụng cụ ống thủy tinh sử dụng ma túy, một điện thoại, một xe máy và một số tài sản cá nhân. Tổng trọng lượng ma túy thu được khoảng 6 gram, dù việc tiếp tục được điều tra làm rõ. Sáng ngày 23 tháng 3, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quyền Rông Anna, tỉnh Đắk Lắk cho biết, có 31 học sinh của trường tiểu học Lý Tự Trọng, thị trấn Buôn Chấp có biểu hiện bị ngộ độc sau khi nhận bóng bay của người lạ trước cổng trường. Trước đó khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22 tháng 3, có bốn người lạ mặt đứng trước cổng trường tiểu học Lý Tự Trọng và phát bóng bay cho học sinh. Khi bảo vệ phát hiện, nhóm người này liền rời khỏi trường. Đến hơn 14 giờ cùng ngày, nhiều học sinh tại trường bắt đầu có biểu hiện chóng mặt, đau đầu, đau bụng và buồn nôn. Nhà trường đã đưa các em vào phòng y tế và báo chính quyền địa phương, công an thị trấn, trạm y tế thị trấn để xử lý. Tổng số học sinh có biểu hiện ngộ độc là 31 em, trong đó có 18 em được chăm sóc điều trị tại Trung tâm Y tế Quyện Rông Anna. 13 em đang được theo dõi tại nhà. Đến chiều ngày 23 tháng 3, trung tâm y tế quận Krông cho biết sức khỏe các em học sinh đã ổn định và nhiều em đã được xuất viện. Tuy nhiên vụ việc gây ra nhiều lo lắng cho học sinh, phụ huynh và xã hội. Một vụ cháy nhà khiến hai cha con thương chồng đã xảy ra vào cuối giờ trưa ngày 23 tháng 3 tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nguyên nhân đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Thông tin ban đầu, vào lúc gần 12 giờ trưa, người dân phát hiện căn nhà cấp 4 trên đường số 18D, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, xảy ra quả quạng nên hô hoáng, tìm cách dập lửa nhưng không thành. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Bình Tân điều động nhiều phương tiện cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Thời điểm xảy ra quả quạng có hai cha con đang bị mắc kẹt bên trong. Qua kiểm tra hiện trường, người con gái 18 tuổi bị bại liệt đã tử vong ở trên gác. Người cha đã thoát ra ngoài trong tình trạng bị bỏng nhẹ.